Xin chào đón quý vị đến với chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Kính thưa quý vị, trước tiên thì Cát Tường xin được giới thiệu những vị khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay: ca sĩ Hoàng Bách và chuyên gia tâm lý Linh Trang. Xin được giới thiệu bác sĩ Lan Hải và cặp vợ chồng anh chị Trần Đặng và Hồng Ngọc. Thưa toàn thể quý vị, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, Cát Tường xin chia sẻ đến quý vị một vấn đề mà Tường nghĩ rằng là các cặp vợ chồng đang rất rất là quan tâm, thậm chí là còn có thể gây ra nhiều tranh cãi giữa hai người nữa. Đó chính là chuyện quan hệ vợ chồng khi mà người vợ đang mang thai. Có nhiều quan điểm là cho rằng khi mà người vợ mang thai đó thì chúng ta phải kiêng cử vấn đề này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi ở trong bụng. Nhưng lại có những cái quan điểm hoàn toàn trái ngược lại, là cái chuyện này thì không ảnh hưởng gì cả, mà đôi lúc thậm chí là còn tốt cho đứa trẻ trong bụng nữa. Vậy thì quan điểm như thế nào mới là đúng đây? Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ngay về vấn đề này. Nhưng mà trước tiên thì như thường lệ, chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Qua hầu hết các tâm tình chia sẻ về quan hệ tình dục trong đời sống vợ chồng hiện nay, thì những thắc mắc xoay quanh việc quan hệ khi vợ đang mang thai là khá phổ biến và bất thiết. Phần lớn đều bị rơi vào thế bị động, vì dường như không phải ai cũng chuẩn bị trước tâm lý đối diện với những thay đổi về mặt tâm sinh lý của vợ trong giai đoạn nhiều nhạy cảm này. Trong đó nổi lên vẫn là những lo lắng về mặt sức khỏe dành cho thai phụ và thai nhi. Vì theo quan niệm và lời khuyên lâu nay, dường như các ông chồng đều phải kiêng cử tuyệt đối chuyện gần gũi với vợ. Điều này diễn ra trong suốt quá trình người vợ mang thai. Hai vợ chồng phải nằm riêng và tuyệt đối không được gần gũi nhau. Nếu không, người vợ dễ bị sảy thai, đẻ non, còn đứa trẻ sinh ra sẽ không thông minh, khỏe mạnh. Bên cạnh đó còn diễn ra tình trạng người vợ trong thời gian mang thai khó tránh khỏi sự mệt mỏi, lo lắng, cảm xúc dành cho chuyện yêu đương cũng mất đi. Chưa kể còn dễ rơi vào trạng thái lạnh cảm với chồng. Cứ như thế, chuyện sinh hoạt yêu đương bị ngắt quãng, cũng từ đó mà dẫn đến nảy sinh những vấn đề phức tạp trong đời sống gia đình. Vậy nên có thể quan hệ tình dục khi vợ đang mang thai hay không? Và nếu điều đó là an toàn, thì cần phải thực hiện như thế nào để đảm bảo sức khỏe sinh sản cho bà mẹ và thai nhi? Giống như lúc nãy Cát Tường vừa chia sẻ, thì khi mà chúng ta xem xong đoạn clip thì chúng ta đã hiểu là tại sao mà lại có gây nhiều tranh cãi rồi. Ngọc ơi, là hiện nay là thai bạn là được mấy tháng rồi? Dạ, thai đang tháng thứ 6 rồi. Tháng thứ 6 rồi. Vậy thì bạn thấy chuyện mà quan hệ vợ chồng khi mà người vợ đang mang thai á, hiện nay thì bạn thấy như thế nào? Dạ, em thấy đa số là có ủng hộ và cũng có phản đối. Nhưng mà vợ chồng em thì theo cái phương án là ủng hộ. Tức là mình không có quá nhiều, nhưng mà có chừng mực và đều đặn. Tuy nhiên không thì chồng em thấy rất dễ ngoại tình. Đó là quan điểm của bạn. Rất là thẳng thắn. Đầu tiên vào là cô bé chia sẻ rất là thoải mái. Hy vọng rằng đây là một buổi nói chuyện sẽ rất là lý thú đây, khi mà những người trong cuộc cởi mở như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy còn quan điểm của Đặng thì sao? Vợ chồng em cởi mở cho nên cái việc quan hệ cũng không có gọi là quá kiêng cử cho lắm. Vẫn duy trì lại bình thường, có điều là thời gian sẽ ngắn hơn chút. Có nghĩa là mình nhanh lẹ hơn để mình không ảnh hưởng đến thai đó ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn. Bách thì sao? Tường muốn nghe Bách chia sẻ về cái chuyện này của bản thân bạn. Đối với vợ chồng Bách thì cái quan điểm rất là cởi mở, cũng giống như vợ chồng anh Đặng với chị Ngọc ở đây, là mọi chuyện cũng hoàn toàn là bình thường, mà đôi khi là nó còn vui hơn bình thường. Tường cũng xin chia sẻ với các bạn một cái quan điểm của một người phụ nữ đang mang bầu và gửi đến cho chương trình như thế này. Tôi là một người phụ nữ vẫn còn rất trẻ và hiện đang mang thai. Chồng tôi là một người vô cùng cẩn thận và chu đáo, nên ra sức chăm sóc, bồi bổ cho tôi và con được khỏe mạnh. Cũng từ hôm biết tôi mang thai, chồng tôi lập tức ôm chăn gối ra ngủ riêng. Với lý do là để kiêng cử cho vợ. Ban đầu tôi mừng lắm vì thấy may mắn khi lấy được một ông chồng tinh tế và biết kiêng khem cho vợ. Nhưng mà trải qua một thời gian, tôi cảm thấy hụt hẫng. Đến khi bức xúc quá tôi hỏi thì bị chồng quát và chỉ trích thậm tệ. Anh nói tôi là một người mẹ ích kỷ, chỉ biết ham muốn bản thân và không giữ gìn cho đứa con ở trong bụng. Giờ tôi phải làm như thế nào đây? Thì chúng ta thấy đây cũng là một cái hiện trạng mà Tường nghĩ không phải là một cặp này không đâu, mà nhiều lắm. Tại vì trong cuộc sống của Tường hàng ngày, Tường cũng thấy cũng có nhiều người bức xúc, có nhiều muôn màu muôn vẻ, nó nhiều kiểu lắm. Có, nhưng mà nó cũng không quá nhiều đâu.
Bởi vì bây giờ là chúng ta đi khám nhiều bác lắm sĩ đó. Rất thường xuyên. Không, Tường thấy là không có được như vậy đâu. Có nghĩa là kiêng khem rồi rất là kỹ lưỡng mà không phải là mình tự quyết định mà có sự can thiệp của người lớn vào nữa. Rủi như mình đang làm dâu mà đến lúc đó mà mình là con dâu, mình vừa mới có bầu cái là mẹ chồng xen vô liền, thậm chí là canh chừng con mình luôn. Canh chừng là cứ như mỗi lần mà thấy hoặc là bắt ra ngủ riêng. À, giống như đây anh chồng này là phải đi ra ngủ riêng mà này là không ai canh, tự ảnh quyết định. Nhưng mà có những trường hợp là nhà chồng á, hoặc là nhiều khi nhà vợ canh chừng luôn, đó là cũng rất là nhiều. Bách thì Bách thấy chuyện mang bầu rồi quan hệ khi mang bầu nó là chuyện đương nhiên, chuyện rất bình thường, và đôi khi là đối với bản thân Bách thì Bách còn thấy nhất là những tháng đầu tiên nó thấy vợ hấp dẫn lắm. Và Bách không biết là lúc đấy thì ông trời ông ấy phú cho người phụ nữ cái điều gì đó mà rất là duyên dáng. Còn Bách nghĩ là bây giờ hầu như mọi người nghĩa là cách đây khoảng 5-7 năm á, khi mà người ta chưa chia sẻ nhiều về những vấn đề này trên Facebook hay là trên các cái trang thông tin về sức khỏe á, thì Bách còn thấy những cái ý kiến ngược lại rất là nhiều. Nhưng đến giờ này thì Bách thấy nó gần như là chuyện đương nhiên, mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Nhưng mà rồi vậy thì những cái quan điểm truyền thống giống như hồi xưa giờ mình cứ nghĩ là mình phải kiêng khem, phải kiêng cử để tốt cho bé, cho con này kia thì nó như thế nào? Bách thấy nó đi đâu mất rồi. Chị Hải thì thấy sao chị Hải? Mình thì thấy rằng là rõ ràng là vẫn còn đó một cái lượng các bà bầu bị cấm khi mà tiếp xúc với những bạn trẻ đang mang thai. Yeah. Thì thường là các bạn rất là băn khoăn giữa hai cái luồng ý kiến, nói rằng là 3 tháng đầu không nên ân ái vì họ sợ sảy thai, động thai, 3 tháng cuối cũng không nên bởi vì sợ đẻ non. Và thậm chí có một số thì lại nói là kiêng tuyệt đối luôn cho nó lành. Thế chị Trang thấy còn cái thực trạng nào khác nữa không Trang? Mình đã gặp một cái trường hợp là chị ấy gọi điện tư vấn đó. Chị nói là không biết vì sao á, tự nhiên cái lúc mà chị bầu từ 6 tháng trở đi á, chị rất là thích cái chuyện đó mà chồng là chồng lăn ra ngủ hoặc chồng đi à. Mà chị cảm thấy chị phải chịu đựng cái điều đó lắm. Mà chị mới nói với mình đó là liệu mình là đàn bà mà có bầu nữa mà làm cái chuyện đó thì nó có trái đạo đức quá không? Và đặc biệt là muốn hỏi là có ảnh hưởng gì đến con hay không? Cũng còn rất là nhiều người vì một vài cái quan niệm cổ hủ nào đó hoặc là sự lo lắng thái quá về mặt tâm lý dẫn đến là kiêng khem. Và cái điều đó thì biểu hiện là mình thấy rất là rõ là vợ chồng ngủ riêng hoặc là những ông chồng suốt ngày lê la ngoài quán lý do vợ có bầu không làm được cái gì. Thì đấy là một cái thực trạng tôi quan sát thấy. Theo như mọi người thì nguyên nhân là tại sao lại dẫn đến cái tình trạng đó? Tại sao có những cái cặp vợ chồng mà người chồng hoặc là người vợ lại ngại cái chuyện đó trong thời gian mà người vợ mang thai? Nguyên nhân tại sao như vậy? Giống như cặp như anh này như vậy, vợ thì khao khát nhưng ảnh vẫn từ chối. Nguyên nhân, Bách nghĩ nguyên nhân tại sao? Đầu tiên là bởi vì thiếu thông tin, thiếu kiến thức. Cái điều thứ hai nữa là về phía người đàn ông thì Bách nghĩ là lúc nãy như chị Trang có nói là đôi khi lắm anh kiếm cớ. Nói chung là đàn ông mà cái ông nào mà không khoái bay nhảy ngoài ông nào cũng vậy, có thêm một cái cớ mà nghe qua nó hợp lý quá thì tại sao mình không sử dụng. Bách cũng muốn sử dụng lắm nhưng mà rất là xui một cái là vợ lại có con nhà y khoa nên có quá nhiều kiến thức. Không, anh cứ vào đây, đừng có đi đâu. Mình thì mình lại thấy khác. Ngoài cái việc mà Hoàng Bách nói là do thiếu kiến thức thì mình lại thấy rằng là ngày hôm nay có rất nhiều cặp vợ chồng thừa kiến thức, thừa khả năng truy cập ở trên mạng. Nhưng họ chỉ có điều là họ quan niệm sai lầm thôi, tức là họ ngộ nhận. Ví dụ như là nhiều người nói với mình rằng là họ rất khao khát vợ, nhưng họ sợ rằng là quan hệ như thế thì sẽ có thể làm cho đẻ non, hoặc là có thể gây bệnh, ví dụ như là gây nhiễm nấm. Hay là thậm chí họ nghĩ là khi mà quan hệ có thể dẫn đến tình trạng là co thắt, ảnh hưởng trầm trọng đến thai nhi. Các bạn ấy lấy được từ thông tin ở trên mạng nhưng nó không chính thống chẳng hạn. Chỉ là ở ngã ba ông đồn thôi. Cứ ở ngã ba ông đồn rồi nghe đồn như thế thì không được xác nhận lại bởi các nhà chuyên môn, dẫn đến người ta phải hãm mình, họ phải gò bó, ép mình vào trong cái chuyện đấy mặc dù rất muốn và nghĩ rằng là đấy là đang tốt cho con, tốt cho vợ, và họ sẽ hy sinh cái phần của họ. Dạ, cảm ơn chị. Vậy tôi muốn hỏi bạn Ngọc một tí nữa, tại vì mình đang là một người phụ nữ mang thai thì bạn nghĩ sao nếu như là những cái nguyên nhân nào mà khiến cho người chồng hoặc là người vợ họ lại từ chối, họ né tránh cái điều đó? Dạ, em nghĩ có thể thứ nhất là do sức ép từ phía gia đình, có thể từ mẹ hoặc là mẹ chồng. Rồi cái thứ hai là nhận định của họ sai lệch, họ thiếu kiến thức. Cái thứ ba có thể là do vấn đề sức khỏe. Ví dụ như bản thân em á, sức khỏe của mình nó giảm xuống luôn rồi, nên mình có thấy mệt mỏi lắm. Em thấy rằng bởi em quá trình này rất là mệt, cho nên cho dù em có muốn đi chăng nữa thì thấy vợ mệt thì cũng nên
hạn chế lại. Có nghĩa là bạn thấy do vợ chồng bạn là cái nguyên nhân những lúc không được là do sức khỏe của vợ thôi. Dạ đúng rồi, vợ sức khỏe là vợ. Bách thì còn nhớ ra một cái nguyên nhân nữa. Bách nghĩ là cái chuyện này cũng khá là phổ biến. Là từ phía chị em phụ nữ. Là chị em phụ nữ là đôi khi là hay bị tự ti về bản thân. Và cái điều đó thì Bách thấy là về mặt tâm lý thì nó ngăn cản cái ham muốn rất nhiều từ phía người phụ nữ. Nghĩa là nó không chỉ từ cái giai đoạn là mang bầu mà cả cái giai đoạn sau khi sinh nữa. Thì chị em phụ nữ thấy mình sồ sề ra, thấy da rẻ rồi dáng đi cũng chậm chạp lại rồi. Đôi khi chồng nhìn mình bằng ánh mắt nó yêu thương quá thì người phụ nữ lại bảo là ông này ông lại đang thương hại mình. Ông nhìn thấy cái đó là về tâm lý. Thấy cái tâm lý của người phụ nữ nó thay đổi. Mình sợ mình xuất hiện xấu trước mặt của chồng, mình muốn giữ hình ảnh đó. Vâng. Mình cứ lo lắng cái gì đó hoài thì làm ra cái tâm lý mình nó ức chế, nó cũng sẽ không có sự ham muốn nữa. Vâng. Thì đấy thì anh nghĩ là cũng cần phải cái cả người chồng người ta có cái sự động viên đối với vợ và cái cách thể hiện nó phải thật tinh tế thì nó không gây cho vợ cái cú sốc về tâm lý. Bản thân Tường cũng đã từng mang bầu. Thật sự ngay cái lúc đó lúc mà Tường mang bầu á, Tường cũng rất là ngại. Mình cũng vẫn bị một cái quan điểm, mình cũng sợ ảnh hưởng đến bé, cho nên nãy giờ Tường cứ hỏi hoài là mấy bạn thấy cái quan điểm đó là trúng hay không, mà tự nhiên Bách lại trả lời một câu rất thẳng thắn là hoàn toàn sai, làm nãy giờ Tường ngồi đây mà Tường rất hoang mang. Chẳng lẽ lúc đó mình suy nghĩ sai sao ta? Dạ đúng rồi, chị suy nghĩ sai. Rõ ràng nãy giờ tất cả mọi người đều đồng ý với nhau là như vậy là sai. Đó là mình đang nói về một mặt thôi. Mình nói là người vợ như vậy, nhưng bây giờ có khi nào Bách hay là Trần Cảng đây lại do mình đang hưng phấn lắm nhưng mà tự nhiên mình nhìn thấy cái hình dạng của vợ mình á, nó làm mất hứng không? Có khi nào mình rơi vô cái tình trạng đó chưa? Đặng có không? Dạ có chị. Đó, thấy chưa, hồi nãy giờ không chia sẻ cái chuyện này. Thì có nhiều lúc em cũng thấy bắt đầu hứng thú với vợ em, nhưng mà lúc em say qua xong rồi đôi khi có cảm giác thấy nó hụt hẫng một chút. Thấy cái thế ngủ nằm nó cũng không có được hấp dẫn nữa, tại vì nằm phải cho thoải mái chứ, bầu bì mà, phải không bạn? Dạ đúng rồi. Thế rồi cái lúc đó là sao? Thì... bạn có nói với vợ bạn biết không, là bạn giấu chặt hôm nay mới tiết lộ? Có, cũng có chị, nhưng mà nói chung là nguyên nhân là cũng có như vậy. Dạ. Đúng không? Bách thì sao? Như Bách đã chia sẻ, nếu mà nói về mặt tâm lý mà nói thì rõ ràng là cũng có những cái giai đoạn là mình nhìn mình thấy cũng gấu mẹ vĩ đại quá. Có những giai đoạn mở ra rồi lại đậy lại. Có mở ra đậy lại nữa hả? Cũng có, mở ra đậy lại trong cái đầu mình trong thôi. Đầu thôi. Trong đầu mình thôi. Bách có một cái cơ hội rất là lớn so với những ông chồng khác là đi xa nhiều. Gì? Cái đó mà gọi là cơ hội á hả? Dạ đúng rồi. Lý. Ý là vợ chồng xa nhau nhiều thì nhớ nhung nhau á. Lúc gần nhau thì tận dụng. Đó chứ không phải là đi ra ngoài linh tinh bậy bạ. Chị Trang có thể chốt lại những cái nguyên nhân hồi nãy giờ mình đang vạch ra nó hơi lan man quá. Mình nói chung mình nghe nãy giờ mình thấy tại anh tại ả tại cả hai đàn. Nghĩa là về phía người vợ là quá lo lắng, về phía ông chồng thì thiếu cái sự tinh tế tìm hiểu thông tin cho đầy đủ. Phần lớn nó nghiêng về vấn đề tâm lý. Vấn đề tâm lý ở chỗ là phụ nữ khi mà mình có thai đó, mẹ mình dạy hoặc là mẹ chồng ngăn cấm hoặc là tự bản thân người phụ nữ đó, mình quá lo lắng cho con mình đi, cho nên sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con, thành ra là không cho chồng gần. Thực chất ấy, thì tôi thấy là đa số các bạn ấy lo lắng, không dám quan hệ là bởi vì sợ đứa bé nó biết. Rồi đấy là chưa kể là con chưa ra, ba đã vô rồi. Kỳ lắm. Rồi một số người lại nghĩ là nhỡ đâu quan hệ như vậy thì em bé nó bị có cứt trâu ở trên đầu, hoặc có ở trên tóc, rồi có những cái ảnh hưởng gì đó như là sảy thai, đẻ non, con không thông minh, vân vân. Những cái nguyên nhân mình đưa ra như vậy thì mình thấy nó dẫn đến những cái hậu quả như thế nào? Ví dụ như hai vợ chồng trong lúc mà mang thai một thời gian tới 9 tháng 10 ngày, nếu mình cứ kiêng cữ hoài thì nó có ảnh hưởng gì hay không? Những cái hậu quả mà mình thấy được. Theo như Ngọc nghĩ thì nó sẽ có những cái hậu quả nào? Dạ, bản thân em sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng. Tại sao là mình đang có bầu, mình đang có con của người đó mà lại không hề quan tâm tới mình? Rất là dễ dẫn đến trầm cảm. Có khi nào trong lúc bạn mang thai mà bạn nghĩ là không biết mình dạy ảnh ra ngoài, ảnh có ngoại tình một cái hình thức nào đó không? Có nào bạn nghĩ đến điều đó chưa? Dạ không, trước giờ thì em rất là tin tưởng chồng. Bạn chắc như vậy? Dạ. Đặng có thể chia sẻ về cái điều nhận xét của vợ vậy có đúng không?
Dạ cái đó cũng cũng đúng vậy. Thì bác thì sao, bác chia sẻ gì về vấn đề này, cái hậu quả mà cái khoảng thời gian vợ mang bầu là một cái khoảng thời gian rất là đẹp của đời sống vợ chồng. Thì đấy là cái hậu quả đầu tiên là mình mất cái khoảng thời gian hai vợ chồng đúng ra có thể yêu thương nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Cái thứ hai nữa là cái hậu quả rất lớn về mặt tâm lý người phụ nữ, đó là trong những cái giai đoạn nhạy cảm như vậy thì có rất nhiều cái tư tưởng nó sẽ nảy sinh và nhiều tư tưởng tiêu cực nữa. Ví dụ như cái sự tự ti về bản thân, khi mà cái hình dáng mình nó thay đổi thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ là có khi chồng mình chỉ yêu cái hình dáng của mình, thì mai mốt mình già mình xấu đi, thì cái tư tưởng nó cứ bám theo mình mãi và cái khoảng cách giữa hai vợ chồng vô tình lại đẩy xa nhau ra. Cái thứ ba nữa bác nghĩ là nếu hai vợ chồng không cùng tâm lý, không cùng suy nghĩ thì rất dễ người đàn ông đi ra ngoài tìm những đối tác khác. Và đôi khi đối tác tình dục đơn thuần ban đầu cuối cùng lại trở thành đối tác về mặt tình cảm nữa, thì câu chuyện ảnh hưởng đến gia đình rất là mệt mỏi. Bách nói đúng đấy. Sau một thời gian mà mình làm việc với những cặp vợ chồng có bầu thì mình tổng kết được 3 chữ T thôi. Khi họ lệch pha về vấn đề tình dục, ví dụ chồng muốn mà vợ từ chối hoặc vợ khao khát mà chồng bỏ đi, thì có 3 chữ T cho cả hai. Yeah. Một là họ cảm thấy tức ạ. Điểm thứ hai nữa là một thời gian nữa trôi qua nó dẫn đến vấn đề là tủi. Chồng cũng tủi thân vì vợ chỉ nghĩ đến con thôi, mà không có chồng thì làm sao có con, và gạt ra người ta bên lề luôn như thế. Vợ cũng tủi như là bạn vừa nói. Và cái cuối cùng cả hai có chữ T cuối là thiệt. Thế là thiệt đấy. Bởi vì họ đã bỏ lỡ đấy, một cơ hội mà có thể là chia sẻ với nhau những cái quãng thời gian rất là quý. Cho nên là vấn đề ở đây là tức, tủi và thiệt. Vâng. À thế gì? Cả hai. Là gì? Tiếc. Dạ. Thực sự là những cái tiếp xúc của mình thấy là hoàn toàn cái hậu quả gây ra trước hết là do về tâm lý. Hồi nãy bạn Ngọc nói đến một điều rất là hay đó. Phụ nữ trong thai kỳ rất dễ bị trầm cảm và sẽ dẫn đến trầm cảm sau khi sinh, thì dễ dẫn đến cái này. Với cái tất cả những cái mình kể nãy giờ, nào là căng thẳng nè, tự ti nè, mặc cảm nè, lo lắng, đa nghi, hoàn toàn là những yếu tố về tâm lý. Và cái này nếu nó ảnh hưởng đến một người đang mang thai như vậy thì rõ ràng sức khỏe của mẹ và bé đều bị ảnh hưởng. Cho nên với những cái hậu quả đó thì mình nghĩ rằng là người đàn ông như Bách chia sẻ nãy giờ là cái người có thể nói ở bên cạnh để mà giúp vợ vượt qua cái hậu quả. Và nãy giờ mình thấy hai vợ chồng Đặng với Ngọc chia sẻ đó, mình thấy rất là quý. Tại vì ở đây mà các bạn có thể chia sẻ những cái cảm xúc rất là dễ thương như vậy thì mình nghĩ chắc là hai vợ chồng sẽ chia sẻ được rất là nhiều với nhau. Hồi nãy giờ mình đều đồng ý là cái điều đó là tốt. Nhưng mà tôi muốn xoay qua một cái khía cạnh khác nữa để cho nó muôn màu muôn vẻ hơn. Trên thực tế thì có những người nếu như mà họ đó đọc sách báo nhiều, họ không tin vào những cái quan điểm truyền thống, rồi họ lạm dụng điều này nhiều quá thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì? Ngay cả việc ai cũng biết là vitamin là quý, mà bạn ăn quá nhiều còn dẫn đến bội thực, còn dẫn đến béo phì đấy thôi. Cho nên cái gì quá tải thì cũng không tốt. Không tốt ở chỗ nào? Cái việc mà các bạn liên tục hơi quá đà thì có thể làm cho một và cả hai mất ngủ và không có thể làm dưỡng thai được tốt. Thế rồi nó có thể làm gây tổn thương những cái cơ quan sinh dục. Ví dụ như việc quan hệ nhiều như thế cùng với cái việc rối loạn nội tiết trong giai đoạn này có thể làm cho người đàn bà bị nhiễm nấm, và có thể nhiễm nấm sơ sinh khi em bé được sinh ra đời. Nó có thể dẫn đến những tình trạng như là gây co thắt nhiều ở ngay cái vùng cổ tử cung do bị bơm máu đến quá nhiều. Và điều đấy nó cũng có thể dẫn đến một cái thai kỳ mà chấm dứt sớm hơn. Và đấy là cái điều rất là đáng tiếc. Nghe những cái hậu quả chưa? Cho nên là chưa hẳn là Tường đã sai đâu nha. Có thể nói ngay là cái điều mà chúng ta vừa tranh luận với nhau đúng và sai. Đúng là ở chỗ tình dục là một cái hoạt động sinh lý hết sức bình thường của các cặp vợ chồng, và nó mang lại sự sảng khoái cho cả hai. Nhưng nó sai là ở chỗ người ta cứ viện vào lý do này lý do kia, thậm chí rất là mơ hồ, để họ tự ngăn cản mình hoặc là không chấp nhận đối tác cùng thưởng thức cái hoạt động rất là chính đáng của đời vợ chồng. Điểm đúng ở đây chính là vì có những trường hợp mang thai bất thường, có ý kiến của các nhà chuyên môn thì chúng mình phải tuân thủ. Còn chúng ta không nghe theo những cái luồng dư luận, nhiều quan điểm ngày xưa, ngày hôm nay khoa học đã chứng minh là nó không có cơ sở. Thế cho nên tôi chỉ muốn nhắc các cặp vợ chồng rằng khi mà mang thai thì quan hệ tình dục là một việc rất bình thường.
Và cái việc mà người ta thay đổi hình thức, thay đổi rối loạn về nội tiết hay là có những cái mặc cảm về mặt hình thể thì nó không quan trọng cho bằng đây là một dịp để cho tình yêu của họ được trưởng thành lên, cho nó có sự gắn kết hơn rất nhiều, thắm thiết hơn rất nhiều. Và đây là một kinh nghiệm mà các cặp vợ chồng họ trải qua rất là thú vị. Nhưng mà thật sự là nó có ảnh hưởng đến em bé không chị? À, câu trả lời là không, dạ không thưa. À, ngay cả việc các nhà khoa học trước hết là người ta thấy rằng là khi người chồng vuốt ve vợ, 1 phút vuốt ve nó bằng hơn 5 phút nói lời yêu thương. Và cái điều này nó tạo nên một cái xung động rất là nhẹ nhàng, như là những massage rất là nhẹ trên cơ thể của em bé. Em bé lắng nghe bố không phải bằng tai đâu mà bằng da, bằng những cái tác động ấy nó lên cái nước ối và nó làm động chạm với em bé. Và tôi khẳng định rằng việc mà có những cái tiếp xúc rất là trìu mến yêu thương ấy nó cũng cần thiết cho em bé của các bạn như là vitamin và calo. Và khi mà lớn lên những cái động chạm lành mạnh ấy nó vẫn có ý nghĩa cho cái việc em bé phát triển rất là tốt. Có khác chăng là chúng ta phải nhắc đi nhắc lại là cái việc mà tư thế, thời gian, độ xâm nhập phải do người vợ quyết định. Người vợ được quyền quyết định trong trường hợp này. Ví dụ các nhà chuyên môn gợi ý là cô ấy có thể nằm ở phía trên, nằm ở bên cạnh hoặc là ở phía trước của người chồng. Và cô có thể hoàn toàn dừng lại lúc nào mà cô ấy muốn. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của chị. Và cuối cùng thì Tường cũng xin mời chị Trang nói về những cái giải pháp của mình cũng như là những cái lời khuyên đến cho quý vị khán giả. Qua chia sẻ các khách mời nãy giờ, ta thấy rằng trên hết là cái sự chuẩn bị của các cặp vợ chồng. Khi mà mình muốn có con đó thì mình ăn yến, ăn đồ bổ để chuẩn bị sức khỏe chẳng hạn. Rồi mình sắm quần áo cho con chuẩn bị, mà chúng ta quên rằng là cái quan hệ vợ chồng cũng cần một sự chuẩn bị. Chuẩn bị về các thông tin, chuẩn bị về sự hiểu biết, chuẩn bị về sự đồng thuận, hòa hợp lẫn nhau. Như vậy giải pháp của chúng ta nãy giờ chắc mọi người cũng đồng ý là chia sẻ và đối thoại nhiều hơn về vấn đề mà tưởng chừng là rất là nhạy cảm, bình thường đã ít nói đến rồi, có bầu càng né tránh là chuyện không nên. Cái thứ nữa là chúng ta cũng có thể nhờ các chuyên gia tư vấn hoặc là các bác sĩ để hướng dẫn cho mình những điều hết sức là cụ thể, giống như bác sĩ Lan Hải vừa nói. Qua những chương trình như thế này, qua những thông tin chính thống chúng ta có, điều chỉnh những quan điểm sai lệch đó, cuộc sống vợ chồng của mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Cảm ơn sự chia sẻ của Linh Trang rất là nhiều. Cảm ơn tất cả những cái sự chia sẻ cũng như là những quan điểm, những cái ý kiến rất thú vị của tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi. Và bây giờ Cát Tường xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chúc quý vị buổi tối thật ngon giấc.